眼前，沧桑亦可笑谈际贱，百变相见分别明白是际缘，反复多变，可否问一句？或苦笑难有罪，计算一切戏明明白是注定，莫眷恋作片，有多少失败也依然在转，何以会志气中如火，未被为何明明是个寒冷，假装何其温暖？世界每天都变，星光背影不留恋，谁在意他朝的我怎么判叫就嗨了耶，杰啊，讲要招嗨林仇吓，敏啊，死啦叫二爷，讲讲讲边，马林你哋，你讲下人。Hello， 呀，林敏长竹，条狗，电台古狗。Hello， 听được một chén hương à， đang ở đâu vậy？ Kêu hết anh em ra bến tàu， tôi tới liền。Anh Kiệt à, anh đi chú Hai làm gì vậy? Anh về rồi nói chuyện sau. Kiệt, Kiệt à, Kiệt, Kiệt à, Kiệt. Mẫn à, xảy ra chuyện gì vậy? Thằng Kiệt nó đi đâu hả? Con cũng không biết. Con nói cho bà biết đi, thằng Kiệt nó đi đâu vậy? Thế nào do thằng Kiệt làm? Anh Hiền, nếu không phải do thằng Phản vội bán thẻ anh, cũng có nghĩa là anh nghi tôi làm bậy chứ gì. Nếu mà như vậy, chẳng thà giết tôi đi. Tôi đã nhường lại cái ghế cho nó rồi mà. Nhưng mà rất tiếc nó không muốn anh cản trở nó làm giàu. Không được, tôi không thể nào bỏ đi như vậy. Tôi nhất định gặp nó nói rõ ràng chuyện này. Anh Hiền, tình trạng vậy còn nói chuyện được sao? Đừng nói hai chú cháu, cho dù hai cha con cũng hết tình cảm rồi. Giờ anh đi như vậy chẳng khác gì lao đầu vô cửa tử. Dù sao đi nữa, để mình qua Đài Loan rồi tính sau. Ông chủ, tàu tới rồi kìa. Chú Hai, giữa chú cháu với nhau mà chú bỏ đi như vậy à? Hình như chẳng có chút gì lẽ phải. Nhưng chú đâu còn là người thì lấy đâu là lẽ phải. Mày nói gì? Kiệt, mày không cảm thấy như vậy là quá đáng sao? Nếu nói quá đáng thì đâu có bằng chú. Chú đã lấy chị dâu, hại chết anh ruột, mà còn muốn kiếm luôn chuyện làm ăn của dòng họ Bồ. Ai quá đáng hơn ai? Mày có thể làm nhục tao, nhưng mày không được làm nhục má mày. Tôi biết,
hoàn toàn cũng tại chú. Tôi đã để cho chú hưởng phước dài vài năm thì thôi đi, nhưng chú lại không sợ chết, còn muốn kiếm người để hạ tôi. Tảo Kiệt, chuyện này không liên quan tới anh Hiền, là do tao sai người làm vậy. Tao rất căm hờn mày làm như vậy để giết hại anh em tay chừng. Tao làm vậy cũng để trả thù cho anh em của mình. Được rồi, chú nhìn nhận chú làm thì tôi sẽ bắn gục chú trước. Muốn chết chung hết cả đám thì cứ bắn đi. Bắn đi, bữa nay chú không bắn tôi thì tôi cũng sẽ bắn chú. Đừng nha, kìa cả, đừng nha, anh Hiền à, đừng nha, kìa cả. Mà tránh ra đây. Đừng nha, kìa cả, đừng nha. Bộ Chính Hiền ra đây, ra đây. Tôi sợ gì? Lên đi, lên đi, lại lên. Đi. Bác sĩ, má của tôi sao? Tôi đã tận hết khả năng, nhưng mà hết hy vọng rồi. Ông vô gặp bà chút đi hả? Má, má, con là Kiệt đây. Má, Kiệt, Kiệt, con đừng giết chú của con nha. Ông là ba ruột của con đó. Má đừng nói nữa. Không phải đâu. Phải mà. Má, anh Kiệt, tại sao lại như vậy? Má Mận à, má có sao không? Con đừng có giết ổng nha. Đừng có giết ổng nha. Má hãy nghĩ cho khỏe đi má. Má! Má! Đúng thời cơ, trở về thanh toán với thằng khốn kiếp đó.
Anh muốn lầm lì tới chừng nào đây? Anh muốn trốn tránh tới lúc nào chứ? Mà anh tự không nói với em tiếng nào là coi như không có chuyện gì xảy ra hả? Dù anh nói với em cũng không hiểu đâu. Huống chi có nhiều cái em không nên biết còn hơn. Em nằm chung một cái giường với anh, em không hiểu anh nghĩ cái gì mà cũng chẳng biết làm những điều gì nữa. Có những chuyện gì mà em không nên biết chứ? Anh đã làm những chuyện gì đây? Anh không muốn nói, em đừng bắt buộc anh. Anh nói em bắt buộc anh. Bây giờ má đã chết rồi, chú hai mất tích ở đâu cũng chẳng có ai biết. Anh còn nói em bắt buộc anh hả? Anh đã làm những cái gì? Anh nói cho em biết có được không? Bất luận làm điều gì đi nữa, lúc nào anh cũng vẫn thương em. Em tin anh đi. Có phải má do anh giết chết không? Không phải. Không phải đâu. Anh còn nói không phải hả? Rõ ràng bữa đó anh nói chuyện trong phòng sách. Anh nói là muốn đánh ngục Bồ Chánh Hiền, còn với tụi anh em đi nữa. Hôm đó má đã hỏi em anh đã xảy ra chuyện gì, em không biết phải trả lời như thế nào. Vậy mà anh còn nói không phải anh hại chết má. Chú của anh làm những điều gì bọn em hiểu hay sao? Chú của anh phản bội với bà anh, cho nên anh mới đối đãi với ông như vậy. Anh không có một điều gì sai trái cả. Anh rõ ràng không phải là con người nữa. Em đừng nói nữa. Anh buông em ra. Em đừng đi. Em có yêu anh hay không chứ? Giữa lúc anh cần em nhất thì em lại bỏ anh đi. Em có cho anh là chồng của em hay không? Anh đi, em đi. Từ xưa đến nay em chưa hề yêu anh, em vẫn trốn tránh, bởi vậy cho nên em mới chịu lấy anh. Khốn kiếp. Thôi đi. Ủa Mận, con về đó hả? Má, ngồi xuống đi con. Uống nước nè. Cảm ơn. Má yên tâm đi, con không có gì đâu. Mẫn à, con nằm nghỉ đi, má nấu đồ ăn cho con. Má. Khùng quá, chuyện gì vậy? Con phải ly dị. Đừng khóc. Cậu ăn cơm. Anh đó lớn mạng thiệt, dễ bị nói chạy thoát nữa. Tóm lại là từ đây khỏi còn cái đinh trước mắt nó nữa thì cái gì cũng xong hết đó. Nói thì nói nha, thằng kia cái thì kể như giỏi lắm rồi, như vậy mà cũng gạt ra thằng anh ra ngoài, làm tới chú nó cũng bỏ đi luôn. Nè, anh có biết không, hai người đó là các chú bác
Đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Ê, mấy đứa tụi tôi đang bàn coi làm sao kiếm tiền để mà, phải không? Có cơ hội cho tôi vô luôn nha. Bây giờ chú anh đi rồi, mấy chú chắc thoải mái rồi chứ? Hey, khổ con cái anh hiện bỏ đi luôn, có đúng không? Chú hai tự ông muốn đi thôi, tôi cũng không biết làm sao. Nè, cậu Kiệt, tóm lại từ nay cậu ở đó, tụi tôi vẫn hơn núi Thái Sơn. Đúng rồi, bây giờ là phe ta hết đó, kiếm tiền cho thiệt nhiều, làm sáng danh Bùi Thị lên, đúng không cậu Kiệt? Vậy thì tốt nhất là mai mốt đó, mình hợp tác với nhau chặt chẽ, dứt khoát tôi không bạc đãi các chú bác. Vậy cảm ơn cậu Kiệt nha. Ê, hey, bữa nay mình 2 giờ đi. Lúc này tình hình rất là căng. Hải quan và cảnh sát theo dõi sát mình. Một lúc mà mấy dấu hàng cùng bị giục hết, ảnh hưởng rất lớn cho tổ chức của mình. Số lượng hàng kỳ này ở Thái Lan rất là lớn lắm, không được chỉnh mãn. Các chú bác có ý kiến gì cứ việc nói ra đi. Anh Tân, anh nghĩ sao? Các chú bác yên tâm, tôi đã tìm ra một cách an toàn. Đó là nhờ ảnh sử dụng một ngôi sao màng bạc lấy lừng để làm bàn đạp cho mình. Như vậy chắc chắn an toàn. Có ai phản đối không? Vô đi. Anh Kiệt à, tôi đã đưa hết các chú bác về rồi. Tôi đi mấy vòng cho thật kỹ mới về đây. Họ có nói gì không? Dạ không, họ chẳng nói gì hết. Ai cũng câm miệng vậy thôi. Mình bất đắc dĩ lắm mới mượn công ty điện ảnh đó để mua hàng bên Thái Lan làm che mắt. Anh đừng nói với thằng Kỳ biết nha. Anh dư hiểu con người của nó rồi chứ? À, tôi biết như vậy đối với anh, đối với anh Kỳ, với công ty Tân Điện ảnh đều bất công. Nhưng người trong giang hồ, anh hiểu rồi chứ? Vậy nên anh Kiệt à, cả sự việc tôi đã chuẩn bị an toàn rồi. Chỉ cần anh bình tĩnh đi nhận số hàng đó về, như vậy là xong. Vậy anh Kiệt à, nói một câu rủi ro thôi, vạn nhất mà có liên lụy tới anh Kiệt không? Tôi bảo đảm tuyệt đối là không. Vậy thưa anh dùng gì? Cho bia đi. Chị Mẫn, tôi nói cho anh biết, anh kia không phải là người tốt đâu. Anh liều lắm, anh đừng tin tưởng ảnh đó, hiểu chưa? Chị uống nhiều rồi. Tôi không có uống nhiều. Anh đừng bao giờ tin tưởng ảnh. Anh nhất định phải cho anh Kỳ biết. Anh nhất định phải cho anh Kỳ biết, anh hiểu chưa? Chị hiểu chưa? Anh Kiệt đối với anh Kỳ và tôi rất rõ. Tôi cũng biết rõ, chị hiểu chưa? Tôi không tin. Dù sao đi nữa, bây giờ anh Kiệt phát hiện rất là khá. Nếu để anh biết được thì cũng hơi khó xử. Thiệt hả? Đừng uống nữa, để tôi đưa chị về. Nè, tôi đã nói chị đừng uống nhiều quá. Tránh ra đi. Tôi đưa chị về. Tôi không cần anh đưa anh về đi. Đừng có thắp đầu
chồng của con mà. Con không có muốn đắc như vậy đâu. Con không muốn đâu bà. Con mà. Con muốn một mình yên tĩnh thôi. Con muốn một mình yên tĩnh thôi mà. Con có cái gì bực bội thì cứ việc nói ra đi. Hả? Mẫn. Sau khi con chia tay với anh Kiệt, con đã nghĩ thấu. Bắt đầu ngay lúc đó, con đã nói cho chính con biết con không cần tình yêu. Con không có đau khổ nữa đâu. Con không muốn hậu quả của con phải giống con bản lệ mình, tự giận chết. Con muốn sống thoải mái qua ngày. Con mới chịu lấy anh Kiệt. Con tưởng là đã kiếm được cái phao thiệt tốt. Ai ngờ đâu cái phao đó lại chìm rồi. Con thiệt là thất bại quá đi. Mẫn à, nói gì chứ đó. Con đừng có làm vậy mà. Con thiệt là thất bại. Đừng có làm vậy. Mẫn à, con đừng có làm như vậy mà con. Đừng con thiệt là thất bại quá đi. Mẫn à, con đừng có làm như vậy mà. Con nghe tao nói nè. Mẫn à, thất bại nè. Mẫn à, hai mươi mấy năm trời má vì nuôi lớn con đã chịu cực chịu khổ biết mấy, chẳng hề than vãn với ai một tiếng nào, tuyệt đối không có nói với ai hết. Dù cho có cái gì đi nữa cũng tự cắn răng chịu đựng. Mẫn, nếu như con tự đày đọa con như vậy, con biểu má làm sao mà yên bụng đây. Con không tin. Mẫn, cảm ơn cho nhận hàng. Qua kia đợi chút. À, cảm ơn. Làm ơn cho nhận hàng đi. Chờ chút. Hàng gì vậy? Ờ, lá trà, hàng mẫu. Hàng mẫu. Cài đâu có thử đi. Coi đi. Nha. Nè, lẹ đi, đừng có làm ồn. Để bên kia đi, đóng cửa lại. Nè, mở ra đi, mở ra. Lẹ đi, đẩy lại, đẩy lại. Kiếm đồ đứng đàng hoàng đi. Mình, cái này là gì vậy? Gì đây? Hả? Trả lời đi. Trả lời tao đi. Sao mày làm như vậy chứ? Anh Kiệt kêu mày làm phải không? Mày đã hại ảnh rồi đó, mày biết chưa? Sao mày làm như vậy? Anh nói đi, tại sao phải làm như vậy? Xin lỗi. Anh đã hứa với tôi rồi mà. Công ty đăng ảnh nghệ với cái vụ này hoàn toàn riêng biệt. Sao anh lại nuốt lời? Tôi biết.
Nhưng vì bất đắc dĩ thôi, tôi cũng không muốn. Bộ anh tưởng tôi tin anh sao? Anh đã khiến tôi thất vọng quá. Người trong giang hồ thân bất tại kỷ, tôi mong anh hiểu rõ. Tôi chưa hề có bán rẻ anh, nhưng chuyện lần này tôi đã lo cho anh chu đáo, không để anh mang họa vào thân đâu. Còn thằng Minh, nó bị bắt rồi có lấy họa vào thân không? Do nó đồng ý chịu làm như vậy. Thằng Minh do tôi giới thiệu cho anh biết, tôi không ngờ anh lại khiến nó thành như vậy. Từ nay mình đừng hợp tác nữa. Chúng mình còn là bạn thân không? Những con đường tôi đi với anh đều khác, làm sao làm bạn được? Xuống đây gì? Chờ anh đó. Anh cũng biết rồi hả? Chị Mận có tới kiếm anh. Chuyện gì? Chị Mận nó ly dị rồi. Anh không phải vì chuyện đó mà buồn rầu chứ? Không phải tại Mận, mà tại anh Kiệt. Anh Kiệt? Anh với anh Kiệt đã đám rồi. Từ nay đừng ai nấy đi. Tại sao lại như vậy hả? Không ngờ em lo như vậy cũng rất là đúng. Khổ cái là bây giờ chị Mẫn lại gặp cái cảnh này. Thôi đừng nói nữa. Anh Kỳ à, anh lo gì chứ? Mình cũng còn chút đỉnh tiền mà. Anh nghĩ coi phải như thế nào? Hai đứa cùng suy nghĩ nha. Làm gì vậy? Bữa nay giỏi quá, nấu đồ ăn sáng cho em. Anh đã suy nghĩ suốt đêm rồi. Vì ăn và nghe anh nói nha. Ừ. Bây giờ mình không hợp tác với Bộ Thị nữa thì không còn hệ thống rạp chiếu phim. Anh phải liên kết lại mấy chỗ rạp nhỏ riêng rẻ, chuyên môn để mà chiếu phim của công ty mình. Nhưng mà người ta chịu sao? Hai bên hợp tác nhau có lợi thì ai không chịu chứ. Như vậy cũng đúng. Nhưng mà về lâu về dài thì dù muốn hay không mình phải có rạp chiếu riêng. Em cũng tính điều này lâu rồi mà. Nhưng mà bây giờ mình đâu còn bao nhiêu tiền. Thì đúng rồi. Anh muốn vay mượn của ngân hàng, coi có thể mượn được bao nhiêu. Hay là thế chấp căn nhà này? Ừ. Nhưng mà nếu không xong thì mình có thể nằm đường đó nha. Vậy cũng đúng, em nên suy nghĩ kỹ đó nha. Sao chứ, bộ anh tưởng em sợ à? Sợ cũng hai người. À, anh chỉ tính riêng mình em thôi. Cái gì chứ, riêng em hả? Anh nói lại một lần. À, đừng đâm vô đầu của anh nha. Bộ đầu của anh cứng lắm hả? Chào ông Hồng. Hey. Tôi là Tống Tư Kỳ, ông nhớ hay không? Nhớ chứ, ông chủ công ty Tân Ảnh Nghệ mà, làm sao quên được chứ hả? Ê, ngồi đi, ngồi đi. Đây là vợ của tôi, cũng là phụ tá của tôi. Chào ông Hồng. Chào chị, hèn chi thấy rất là quen đó. Ê, tôi ngồi đi, ngồi đi. Sao hả? Hôm nay tới gặp tôi có gì cần giúp đỡ hay không? Đừng bao giờ nói như vậy. Chuyện là như vậy, tôi muốn đem phim của công ty Tân Ảnh Nghệ phát hành qua Nam Dương, không biết được hay không? Ừ. Xưa nay không phải anh đã giao cho Bộ Thị phát hành hay sao? Dạ đúng. Nhưng mà bây giờ tôi đã tách rời với Bộ Thị rồi, từ nay không có liên quan gì tới nữa. Phim của anh chất lượng rất là cao, tôi rất là tin tưởng. Nè, anh Kỳ à, nhớ giúp đỡ tôi nhiều nha, hả? Ông đừng có nói như vậy, quan trọng nhất là mình hợp tác vui vẻ. Còn về mặt chi tiết thì mình có thể bàn sao? Được, được. Lấy vợ của anh hả? Giúp cho anh được nhiều việc lắm đó nha. Nè, mình sửa sang lại cái rạp này rồi đặt tên mới cho nó nha, hả? Đặt tên gì đây anh? Nè, đặt tên là rạp cine Tân Ảnh Nghệ được không? Ừ, được lắm. Nè, bây giờ rạp chiếu thì có rồi, tiếp theo mình phải mở khóa huấn luyện nghệ sĩ đó nha. Nếu như vậy thì đầu tiên mình phải quảng cáo cho mình lớp huấn luyện của mình, để mai mốt cả thế giới đều có rạp của mình và có diễn viên riêng của mình. Anh thiệt là mơ mộng quá. Nếu không mơ mộng hả, thì làm sao làm được tài bán của giới điện ảnh? Tài bán giới điện ảnh hả? Chưa phải giờ này đâu, vô trống coi lại trước đi. Được. Nè, đừng bỏ quên thằng Long với thằng Tinh nha. Được rồi. Làm gì vậy? Không, anh nghĩ tới lớp huấn luyện thì phải có anh Tuấn nữa. Vậy thì mời anh luôn. Anh muốn mời anh ra bàn một chút. Anh muốn anh nhảy rào qua mình hả? Anh khỏi cần nghĩ nữa. Cho dù có muốn cũng đâu có được.
Anh vừa biết anh hai của em mà. Anh muốn khuyên ảnh chút thôi, anh không muốn thấy ảnh như bây giờ. Con người của ảnh là vậy đó, bộ anh khuyên nói sao? Anh biết ảnh không có thương thân ảnh, cho nên muốn nói chuyện với anh một chút. Em không muốn hả? Em không phải không muốn, nhưng mà anh cũng biết ảnh đó, có chịu nghe lời của ai khuyên ảnh đâu. Mất công tới lúc đó anh buồn bực. Anh kiếm được ảnh thì anh đã dự định sẵn rồi. Kìa. À anh Kiệt, xin lỗi do tới trễ. Đâu có gì, ngồi đi. Được. Dạ thưa anh, dùng gì? Cho tôi ly cà phê. Sao hả? Hẹn ta ra đây có dịp đỡ tôi không? Anh có thích tới vừa buổi và báo cái giả tôi không? Nè. Cũng là lúc huấn luyện nữa hả? Thật ra tôi muốn mời anh gia nhập công ty điện ảnh của tôi. Tao cũng có nghĩ như vậy, nhưng bây giờ tao bên đô thị cũng được lắm. Anh Cường rất tốt với tao. Anh suy nghĩ kỹ đi, suy nghĩ kỹ rồi trả lời cho tôi sau. Nè, tôi nghe người ta nói lúc này anh vẫn còn qua lại với Diệu My hả? Ê, mày có chậm chút không? Tao đã rã đám với cổ lâu rồi. Bây giờ tôi cặp con nhỏ đó là Châu Na, mai mốt có thể là Lý Bình mà, còn có thể có nhiều con khác nữa. Anh thiệt thay đổi nhiều quá. Ở trên thế giới này cái gì mà không thay đổi? Mày có dám nói mày không thay đổi không? Mày tự nhiên. Thì cũng phải, mình xuất thân từ lớp huấn luyện tới giờ, ai cũng trải qua bao nhiêu sóng gió mà. Cô Mỹ ra sao? Có tin tức gì không? Thật ra lúc cô bỏ đi, cô cũng nghĩ về anh thôi. Anh đang nghĩ cho cô chứ. Người đã bỏ đi rồi, ta không muốn nhắc nữa. Xin lỗi nha, tôi không phải cố tình khiến anh khó chịu đâu. Nhưng mà cũng đúng, chuyện nó qua lâu rồi. Thật ra anh cũng còn cơ hội làm lại từ đầu mà. Chuyện của ta không cần mày lo. Không có gì tao về nha. Nè anh Tuấn, không có ai có thể thay đổi tao, ai không thể thay đổi được tao. Đạo diễn, diễn viên đâu? Tao sao không quay gì hết? Họ nghỉ ăn trưa chưa có về. Ai là vai chánh chứ, còn không chịu hối họ về. Cô Tuyết thì ông chủ đốn đi rồi, còn anh Tuấn thì... Được rồi, tôi biết ở đâu. Em đấm lưng cho anh nha. Được, ngoan lắm. Tháng sau này anh quay một phim Phượng Hoàng, em có muốn không? Nữ chị chánh hả? Ừ. Anh thích chọn nữ diễn viên nào trần truồng để mà gặp anh? Còn em thì vẫn phải cởi hết áo quần để mà gặp anh. Hiệp, bắt đầu đi, bắt đầu đi. Gửi tiền nha. Sao liều vậy? Mặt bài lớn đâu cần phải chơi liều quá. Trên mặt anh nhỏ hơn tôi hả? Lần này tôi đi tiền. Ok. Tôi nói anh rồi mà.
xả láng luôn. Được, tôi theo. Mở bài đi. Ba con xì. Xin lỗi nha, tụi bốn con già. Bữa nay anh đèn quá, mai mốt chơi lại đi. Lấy thêm 50.000 tiền phỉnh cho tôi. Anh Tuấn, hôm nay anh thua nhiều lắm rồi nhờ. Ông Cương là chủ của tôi, ông sợ tôi chơi không nổi sao? Mau đem tiền phỉnh ra. Sao hả, thấy tôi máy hay không? Chuyện gì đây? Phim trường biết bao nhiêu người ở đó. Đáng đời của Tuyết với anh Tuấn. Anh Tuấn đâu? Đang ở câu lạc bộ. Xuống câu lạc bộ xách đầu nó lên. Còn nữa, biểu câu lạc bộ coi thử cái thằng con kiếp đó đã thu bao nhiêu rồi. Còn không đi? Muốn nghèo cũng khó. Anh Tuấn, anh Cương biểu anh về gặp ảnh. Chị không thấy tôi đang đánh bài sao? Đó là ý của anh Cương. Ok, lần sau chơi nữa nha. Lại 100.000. Anh Tuấn, đêm nào anh cũng phải vô câu lạc bộ thì là ở sòng bài. Làm vậy đâu có tinh thần đóng phim. Người ta nói chuyện với anh kìa. Còn nói gì nữa? Bây giờ vợ không có, con không có, tôi không xuống sân bài chơi cho vui thì tôi điên mất đó. Lâu lâu chơi một chỗ lớn lao về cho công ty hưởng. Anh không điên, tôi cũng điên đây. Anh cũng mong vậy mà. Đi bộ tôi suốt đời làm trâu bò cho kêu thị. Anh thấy lời nói tôi có đúng vậy không hả? Đúng. Bộ anh tựa nổi suốt đời hay sao? Nếu cứ vậy hoài, trước sau gì cũng chết mà thôi. Lúc đó anh làm cây là phẻ tôi cũng không xài. Anh lấy cái gì chơi hả? Anh Tuấn, không phải có thời hoài đâu. Tôi cảm thấy anh cực khổ ghê lắm mới được có ngày hôm nay. Anh lại tự hủy tương lai sao? Anh Cương cằn nhằn anh như vậy cũng là vì anh thôi. Anh có gì tôi hay không thì bụng dạ ai nấy biết đó mà. Anh biết được vậy thì tốt. Nhận được tiền thù lao của tôi thì phải đóng phim cho tôi. Cô ngồi đó hả? Cả đám người đang chờ anh đó kìa. Tôi đi nha. Tại sao nói chuyện với nó kỳ vậy? Nó còn trẻ phải từ từ dạy mới được. Sao hả? Bộ bây giờ anh mở ký gì viện giữ con cho người ta sao? Má à, má thấy con đẹp không? Đẹp. Thôi được rồi, mình đi má. Ờ. Tới lúc đó, tôi rất tin tưởng với thành quả của nhân viên ngoài sau ống kính. Cuối cùng do diễn xuất của nhân viên đặt ra, cũng có thể nói là diễn viên có tính cách quyết định. Do đó công ty Tân Ảnh Nghệ nung đắp một số diễn viên. Đó là những diễn viên có chất lượng cao và có tiềm chất. Anh kìa, anh kìa. Ý Hương Mẫn, sao tới trễ quá vậy hả? Ờ, Hương Mẫn. Chào bác, bị kẹt xe đó mà. Ờ, tôi lấy gì qua uống nha. Dạ được, dạ được. Nè, sao lúc này chị không qua tôi chơi? Để tôi ở giống hoài chán chết à. Nè, qua đây tôi nói chuyện nhờ cho chị nghe. À, được, được, được. Mẫn à, tự nhiên nha, đừng khách sáo hả? Tự đi lấy đi nha. À, đi. Mẫn à, uống miếng nước đi. Cảm ơn bác. Má con đâu rồi? Nó chỉ bác gái kìa. Để bác đi gặp bà, con cứ tự nhiên nha, đừng khách sáo đó. Dạ được. À, thưa cô Mẫn, nghe nói cô ly dị rồi, có đúng hay không? Sao tin tức nhanh quá vậy? Nè, có nghĩa là phải rồi phải không? Tôi không có nói nha, tự cô nói đó. Chị đừng có chơi tụi em nữa mà chị Mẫn. Tôi đâu có nói dối với mấy chị, khờ quá. Ý, tôi có bạn ở bển, tôi không nói chuyện với mấy cô nữa. Xin phép nha. Anh Kỳ, chị Ân, Mẫn cảm ơn tới dự nha. Đúng rồi. Có gì đâu. Sao, có ý trở vô không? Giúp đỡ chú đi. Thôi đi, đóng phim cực khổ quá, anh cứ làm luôn phận tôi đi. Chào cô Trình Tiểu Mẫn. Ông Hồng. Không gặp cô lâu quá,
vẫn còn đẹp sắc sảo như xưa à, ha. Ông cứ khen vậy hoài, cảm ơn ông. Ê, tôi có sao nói vậy thôi. Nè, ông Kỳ, cô Ân à, về vấn đề phát hành đó, cái bản hợp đồng tôi đã coi qua rồi, tôi rất là đồng ý. À, phải rồi, mình có thể kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện cho tường tận được hay không ạ? À? Được. Được, mình qua bển ngồi nói chuyện nha. Được, được. Vậy tôi qua bển nói chuyện chút coi Thiện Nhiên nha. Tự nhiên, tự nhiên. Thiệt ngại quá, tôi làm trở ngại nữa. Ông nói chuyện làm ăn đó mà, cứ để tôi một mình được rồi. Tự nhiên. Xin phép nha. Ông cứ tự nhiên. Mời ông Kỳ. Dạ được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.